Tiếp theo đến mẫu chuyện 96, lộ vẻ từ bi. Năm Quý Dậu 1933, lúc đức thầy tuổi đời còn niên thiếu mà đã biểu lộ đức tánh từ bi cao cả, ai để tâm theo dõi câu chuyện lạ ở làng Hoàng Hảo sau đây chắc không khỏi suy nghĩ luận bàn. Thời này dân cư trong làng Hoàng Hảo còn thưa thớt, cỏ cây rậm rạp. Sau nhà đức ông một vườn tre rộng hàng mẫu tay. Đến mùa nước lên, chẳng biết từ đâu có vô số loài cò trắng tập trung về làm ổ, đẻ rất nhiều ổ trứng, cò mẹ cò con thật đông đảo. Thế vậy đức ông ra lệnh cấm người nhà và người ngoài và bất cứ ai đều chẳng đặng vào vườn tre hốt trứng và bắt cò mẹ cò con. Nhờ vậy nên mỗi lúc loài cò rủ nhau về càng đông thêm. Việc này thiên hạ đồn vang đến thấu tai viên chủ quận Tân Châu. Một ngày kia, ông cả có dịp đến quận đường. Dịp này viên chủ quận Tân Châu liền ngỏ ý với ông cả: "Thưa bác cả, nghe đồn ở sau vườn nhà bác có nhiều cò trắng. Vậy xin phép cho tôi phái người đến bắt một bữa về làm tiệc nhậu chơi, có được không bác cả?" Đức ông suy nghĩ một chút rồi đáp: "Thưa chủ quận, chẳng mấy khi quan quận hỏi mà tôi chẳng đáp ứng được. Tôi thấy cũng hết sức e ngại. Nhưng tôi xin quan quận suy nghĩ, giải quyết dùm sự nan giải trong lòng tôi. Số là trước đây mấy tháng, loài cò này chẳng rõ từ đâu tự về làm ổ tại vườn tre của tôi khá nhiều. Tôi cũng đã cấm người trong nhà, người làng xóm, không ai được hốt trứng, bắt con đẻ thịt. Bởi tôi nghĩ rằng chim cò là loài cầm thú thường rất sợ người. Thế mà khi chúng làm ổ, tôi ra xem chúng chẳng hề sợ sệt chi cả. Chúng dạng dĩ lạ lùng. Tôi thiết nghĩ từ hồi nào tới bây giờ chưa từng xảy ra như vậy. Rất lạ là chúng nó không hề đậu hay làm ổ ra ngoài, mà chỉ trú ngụ trong phạm vi vườn tược của tôi mà thôi. Chắc chúng nó tin tưởng có sự chở che an ổn của tôi, cho nên ngày qua tháng lại được ở yên ổn, nên chúng mới rủ nhau về làm ổ đông như thế. Thưa quan quận, chẳng những ở làng Hòa Hảo dân có tới xin bắn chim cò, mà các nhân viên ban hậu tề lân cận như Hưng Nhơn, Hiệp Sương, Bình Thạnh Đông, Tân Huệ, Phú An cũng đều đến xin như vậy, mà trước sau tôi đều nhất nhất không cho. Tôi nghĩ chắc là có số người nào đó, bởi tôi không thỏa mãn yêu cầu ấy, mà họ nhờ đến quan quận cho người đến bắn chim cò để mở đường trước cho họ tấn tới chăng. Quan quận nghĩ coi, bấy lâu nay lũ cò mẹ cò con đều tin tưởng nơi sự chở che đình bọc của tôi. Bỗng hôm nay tôi thuận để cho quan quận bắn giết chúng nó, thì quá ra tôi đã gạt gẫm bầy cò tới ở cho đông, để rồi cho người vào sát hại. Như vậy đối với chúng chim cò là tôi bất tín, còn đối với người làng nước là tôi bất quy. Vì từ đầu chí cuối, với ai đến yêu cầu vào vườn sao bắn, tôi cũng đã khước từ hết cái mà. Thưa quan quận, theo tôi nghĩ ngài muốn ăn mỹ vị cao lương gì mà chẳng được, chẳng sẵn sàng không thiếu món chi. Thế thì cần chi là thịt cò rất tanh hôi tầm thường ấy. Nói tới đây đức ông ngưng nghĩ, viên chủ quận lại chưa la mà lại còn dài dòng lý sự: "Thưa bác cả, tôi nghe loài chim cò săn được đem nhổ sạch lông rồi rang, đem ướp vị nướng cho vàng, rồi mỗi người một con rứt thịt mà ăn, từ ngoài tới trong nhậu rượu thú vị lắm. Vậy hôm nào nhờ bác cả cho bác một mớ để làm màu uống rượu chứ, xin bác vui lòng." Thấy thái độ cương quyết của viên chủ quận, đức ông mới trả lời: "Thưa quan quận, những nỗi khó khăn tự lòng tôi như tôi đã vừa cạn tỏ. Nếu quan quận quyết ý thì ngài lấy tư cách chủ quận cứ đến đó muốn bao nhiêu tùy ý." Sau đó đức ông ra về. Chỉ mấy bữa sau, một buổi sáng vào khoảng 8 hay 9 giờ, một chiếc xe hơi từ Tân Châu đến ngừng trước nhà đức ông. Có hai nhân viên xuống xe định vào gặp ông cả để trình lệnh chủ quận xin bắn cò. Ông cả đi vắng, họ gặp bà cả và nói: "Thưa bà cả,
chúng tôi xin trình lệnh quan chủ quận để xin bắt cò. Nay ông đi vắng, xin bà trao lệnh này đến ông cả. Đoạn hai người ra xe, nay lệnh bị đạn xuống trường, rồi đi thẳng ra sau giường. Hai người ra chưa tới giường, bỗng họ gặp một trang thiếu niên dáng mạo khôi ngô tráng kiện khác thường, tức là đức thầy, đứng giữa lối đi chặn hai người lại. Ngài ôn tồn hỏi: hai ông phải là người trên quận bảo xuống bắn cò chăng? Một trong hai người đáp: phải. Rồi hỏi lại: cậu đây có phải là cậu Tư con Bắc Cả không? Đức thầy đáp: phải. Và nói tiếp: tôi nhận thấy hai ông tiền căn có chút duyên với Phật, nên vì hai ông mà tôi khuyên tay. Mặc dầu hôm nay hai ông đang thi hành lệnh trên làm việc sát sanh, nhưng thảo nào tránh khỏi ngày cộng nghiệp do luật nhân quả bất dịch bất di. Hai ông sao không nghĩ câu nhân và giữ đồng của cổ nhân? Đồng đây là đồng tình thương, đồng cùng một bản giác. Nếu con người có tình thương thì loài chim chóc cò diệp cũng có tình trong mái ấp yêu. Nếu con người biết ham sống sợ chết thì chúng cầm điểu cũng đồng với ta vậy. Nay hai ông có thấy không, loài điểu thú cũng ấp yêu đẻ trứng nở con, lớp trưởng thành hình dốc, lớp mới nở, lớp ra lông. Nếu hai ông bắn giết mẹ cha chính nó, chồng hoặc vợ chính nó rồi, hai ông hãy hình dung cái cảnh chia ly tử biệt, con mất cha, vợ mất chồng, rồi đến cái chết dần mòn thê thảm của ổ trứng hoặc của đàn con thơ dài là thế nào. Chắc hai ông thừa hiểu, khi vợ hoặc chồng, khi mẹ hay cha chúng bị giết hại thì trứng sắp nở kia phải ung thúi, chim cò thì phải chết đói, chết khô, rũ xác tiêu hình. Các ông bắn giết một hai con thì sẽ chết theo năm bảy con khác, hoặc đến nguyên cả ổ cả đàn chim vô tội. Thử coi cái cảnh bi thảm là dường nào. Thế thì tại sao nở đành lòng chỉ vì miếng ăn mà sát sanh hại mạng? Hai tay xạ thủ nãy giờ đứng yên nghe cái thầy nói tới đó, thấy đầu óc có vẻ bồi hồi cảm động, mắt họ đăm chiêu nhìn xuống, tỏ ra rất tư lự. Bỗng một trong hai anh nói: thưa cậu Tư, lời cậu vừa khuyên thật là quý báu, song bổn phận chúng tôi hôm nay chẳng gì khác hơn là phải săn cho được thịt cò để đem về mà phục lệnh trên. Xin cậu Tư biết cho hoàn cảnh này chúng tôi. Tiếp đó là hai bóng người lầm lầm lũi tiến bước, đức thầy cũng bước từng bước. Ngài vừa đi vừa nói: tôi vì tình thương mà phải nói, hai ông vì bổn phận mà phải làm. Do đó tôi báo cho hai ông biết trước, hai ông sẽ bắn không được chim cò nào đó. Kế ngày rẽ qua lối khác trong vườn nhà, câu nói đó của đức thầy khiến cho hai tay xạ thủ đều sanh nghi, vừa rảo bước. Một trong hai anh nói nhỏ với bạn mình: nghe người ta nói cậu Tư đương lên cơ thì phải. Người kia đó: anh thấy chưa, chim cò đông đặc, chúng sống chen chúc như thế này, thứ súng nhại và đạn chài này nổ ra một phát sẽ chết hàng lũ hàng đàn. Vậy mà cậu ấy nói bắn không được, đó chẳng phải là lên cơ hay sao? Lúc bấy giờ hai tay xạ thủ quả đang thấy tận mắt, cò đứng đó đây đầy dãy trên các bụi tre, lớp lớp điệp trùng, ổ trứng không đếm xuể. Có điều rất lạ là chúng chẳng hề biết sợ người, chúng tỏ ra rất tự nhiên mặc cho loài người xuất hiện. Lướt xong đến tận sầu chúng, cả hai đều đinh ninh rằng chỉ nổ ra một phát đạn ít ra cũng lượm được hàng chục con mồi. Chuẩn bị xong đâu đó, họ liền cho nổ phát súng đầu. Đùng đùng đùng, làm vang động cả khu vườn xưa nay có tiếng yên tĩnh. Đàn cò nghe động, đột ngột chúng nhất tề bay bổng lên không trung. Chúng bay đi lượn lại, cái rồi dần dần đáp xuống chỗ cũ, không thấy con nào bỏ ổ hay bay đi đoạn hàng bỏ ngủ. Quan sát kỹ, hai anh quả chẳng tìm thấy và không lượn được một con cò trong mái nào. Thế có là không? Sau đó tiếng đùng 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 thứ hai, rồi thứ ba liên tiếp. Thật kỳ lạ, từ phát súng đầu cũng như tới phát súng cuối cùng,
Hễ sau tiếng nổ thì đàn bò lập tức bay lên, và hễ dứt tiếng nổ một tí thì chúng lại bay về y tổ cũ. Tuyệt nhiên không có con nào bị đạn họ thương. Có điều lạ hơn nữa là hễ gốc vườn nào bị bắn có tiếng nổ thì lũ cò bay lên đáp xuống, chỗ khác không nhắm tới thì thấy con nào con ấy tỏ ra bình thản, xem như không có việc gì xảy ra. Hai người trước sau đã làm tiêu hao hết mười mấy viên đạn trong số 18 viên đã lãnh, thế mà chẳng hề lượm bắt được con mồi nào. Thế mới là không biết làm sao hơn, cả hai xạ thủ đều thất vọng não nề, đành mang súng dài với viên đạn cuối cùng mà lủi thủi ra xe. Họ bàn nhỏ với nhau, phải chi nghe lời cậu Tư không bắn từ đầu, bị đạn còn thì rất dễ phục lệnh cấp trên. Giờ thì bị đạn đã hết mà không lượm được con chim cò gì, thất bại về sẽ ăn nói ra sao, thế nào cũng bị vợ trách nặng nề. Khi cả hai tiến ra đường cái, bỗng thấy Đức Thầy đi đến, ngài hỏi: hai ông có biết tại sao bữa nay bắn chẳng được cò chăng? Thấy cả hai đang lúng túng chưa tìm được câu đáp, ngài liền tiếp: hai ông vì có duyên lành kiếp trước nên gặp may mắn, nên khi lãnh mười mấy viên đạn xong chỉ có một viên đạn thiệt mà thôi, còn bao nhiêu là đạn giả cả, cho nên bắn chẳng được chim cò. Từ nay về sau đừng lãnh việc sát sanh nữa, nếu lãnh được đạn thiệt thì ôi thôi, cái cảnh đoạn trường giết mẹ bỏ con, chồng xa vợ, vợ bỏ chồng, tội ác ấy chừng nào mới hết. Thế là hai xạ thủ lại được nghe Đức Thầy khuyến thuyết về luật nhân quả một lần nữa. Trước những lời lẽ hiền hòa đầy nhân ái của Đức Thầy, cả hai đều thừ người ra như tượng gỗ. Thế vậy ngài dục thúc: thôi, hai ông cứ yên lòng, đừng quá lo phiền về việc vừa rồi, không kết quả sẽ bị vỡ phạt. Không sao đâu, nếu thất bại việc này sẽ thành công việc khác để bù lại. Gặp hoàn cảnh ấy thì ta nên nhớ câu nhất ẩm nhất trác, giai do tiền định của người xưa vậy. Hai ông hãy về đi. Hai người quên rồi sao? Giờ này mà về đến nơi là trễ giờ quy định rồi đó. Tới đây hai người liền cúi chào Đức Thầy rồi bước ra chỗ xe đậu. Anh tài xế rất đổi ngạc nhiên vì thấy cả hai nhà thiện xạ về tay không. Họ đã qua nhiều khâu chuẩn bị, phí cả buổi trời săn bắn. Theo tưởng tượng của người lái xe, sau những phát súng nổ vang dội, chắc chắn hai người đã lượm được xác chim cò đến mang không xuể. Đằng này thì quá ra công giả tràn xe khác rồi. Hai xạ thủ từ từ lên xe, họ nặng nề ngã người lên nệm êm, chậm rãi trả lời tài xế đang hỏi dồn dập về lý do về không tay trắng. Một anh nói trong não nề thất vọng: bữa nay dở quá, bắn hết đạn mà chẳng lượm được con cò nào. Thế rồi anh tài xế rồ xe thẳng đường về Tân Châu. Còn trong tâm trí hai người kia thì đầy nỗi ưu tư lo nghĩ. Họ linh cảm giờ này quan quận đang băn khoăn đợi chờ, chắc ông ấy đang sẵn sàng tổ chức các món ăn phụ để nhắm vào món chính là thịt cò. Mà cò chim ở đâu đâu? Hơn nữa trong chuẩn bị, quan quận đã mời thực khách là những đại biểu của hương chức hội tề chính xã. Chương trình như có báo trước là sau vài tiếng đồng hồ bàn việc nước việc làm là tới giờ liên quan hội ẩm, mà thịt cò chiên bơ là món đặc biệt hơn hết. Thế mà hai ta đi không về đầu như thế này, biết lấy chi đỡ đò. Trong khi cả hai đang miên man suy nghĩ, bỗng chiếc xe tới hồi trục trặc, tài xế cho dừng lại, bước ra lục lạo buồng máy sửa chữa. Hai xạ thủ cũng xuống xe xả mát. Coi lại thì nơi đây là trước đình thần Phú An. Thình lình có hai đứa trẻ từ phía sau đình chạy tới kêu nói: chú hai ơi, hai chú có súng ra đây bắn hai con chim quá lớn kia kìa, chúng đang đậu ở cây sao đó.